Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng quà tại huyện Văn Giang. Hội nông dân tỉnh, Chi cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021. Nông dân xã Liên Nghĩa làm giàu từ cây đu đủ cảnh. Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã dịch vụ môi trường ở Đoàn Đào. Hưng Yên giành 51 giải học sinh giỏi quốc gia năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, chiều nay tại huyện Văn Giang, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng quà Tết tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại buổi tặng quà, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chúc các gia đình đón Tết tươi vui, đầm ấm. Đồng thời, yêu cầu các ngành các cấp từ trung ương đến địa phương tỉnh Hưng Yên tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số 48 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021. Đặc biệt là việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Tại buổi tặng quà, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quà Tết của các cấp tặng 400 suất quà cho người dân và 100 suất quà cho công nhân lao động tỉnh Hưng Yên có hoàn cảnh khó khăn. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng đoàn đã đến thăm và trao quà cho hai gia đình chính sách ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang là gia đình ông Nguyễn Văn Xính, sinh năm 1949, là thương binh hạng 4/4 và bà Nguyễn Thị Úy, sinh năm 1940, là hộ nghèo. Sáng nay, Hội nông dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội nông dân Việt Nam. Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng các cấp hội nông dân trong tỉnh đã chủ động sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các cấp hội nông dân phối hợp tổ chức 27 lớp dạy nghề cho trên 900 hội viên nông dân, tổ chức 420 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 31.000 hội viên, ra mắt 26 mô hình điểm chuỗi quầy hàng nông dân tin dùng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh cần linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động của hội sao cho phù hợp với tình hình mới. Các cấp hội nông dân trong tỉnh nhanh chóng triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đến với hội viên nông dân, đặc biệt là chương trình đề án của đại hội có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình đề án của hội, trong đó lấy lợi ích của hội viên nông dân làm trung tâm và phù hợp với đặc thù kinh tế xã hội của từng địa phương, tổ chức tập huấn cho hội viên nông dân về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất tăng giá trị kinh tế trên hecta canh tác. Đồng thời, các cấp hội tích cực hỗ trợ hội viên nông dân về nguồn vốn, kết nối thị trường để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân. Chi cục Hải quan Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong năm 2020, Chi cục giải quyết thông quan tổng số trên 233.000 tờ khai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 8 tỷ đô la Mỹ. Kết quả thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 3,3 nghìn tỷ đồng, đạt 78,6% so với chỉ tiêu pháp lệnh. Đáng chú ý, việc phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp được chi cục xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt lâu dài. Tính đến hết năm 2020, chi cục đã thực hiện ký kết với 1.220 doanh nghiệp bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh nhấn mạnh, trong năm 2021, Chi cục Hưng Yên xác định thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật theo quy định của ngành, quy định của pháp luật, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp đi vào thực chất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan, tăng cường công tác quản lý để kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp có hoạt động gia công, sản xuất, xuất khẩu, chế xuất. Tiếp tục phối hợp tốt với các sở ngành chức năng của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động thu hút doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan tại đơn vị. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Quân sự Quốc phòng địa phương năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu năm 2021, các cơ quan đơn vị cần làm tốt công tác bảo đảm an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển quân và công tác chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước, của quân đội và của tỉnh, bảo đảm tốt lượng dự trữ cho các nhiệm vụ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống bộ đội, thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu và chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Sáng nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tỉnh Hưng Yên hiện có khoảng 320.000 thanh niên, chiếm 26,6% dân số và trên 45% lực lượng lao động xã hội toàn tỉnh. Trong những năm qua, Hưng Yên đã thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ sự phát triển của tỉnh và đất nước. Phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới đạt hiệu quả. Đề nghị các sở ngành địa phương trên cơ sở kết quả trong 10 năm thực hiện chương trình phát triển thanh niên của tỉnh bám sát tinh thần của các đề án và chỉ đạo của Chính phủ tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030. Các sở ngành và địa phương dựa trên chức năng nhiệm vụ của mình đóng góp xây dựng thế hệ thanh niên Hưng Yên vừa có lý tưởng, hoài bão, có sức khỏe, trình độ văn hóa và khả năng làm chủ tri thức, khoa học và công nghệ hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nhiều đồn đoán liên quan tới thông tin nhân sự đại hội xuất hiện trên mạng xã hội, trong đó có những tin tức mang tính chất xuyên tạc, đưa những quan điểm luận điệu sai trái, bôi nhọ danh dự cán bộ đảng viên. Vì vậy, việc nắm bắt định hướng dư luận, cảnh giác với những thông tin xấu độc, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trong lúc này là rất cần thiết. Theo Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, gần 30 trang Facebook đăng tải các thông tin có nội dung xấu, độc, trái chiều được đưa vào danh sách theo dõi, giám sát và lập kế hoạch đấu tranh triệt phá và đã xử lý 25 trường hợp. Càng gần đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thì các thế lực phản động, thù địch, những kẻ cơ hội chính trị lại tìm mọi cách chống phá đại hội bằng nhiều thủ đoạn, hình thức khác nhau. Lợi dụng thông tin đại chúng và mạng Internet đã có những thông tin xuyên tạc, sai lệch về chủ trương quan điểm chính thống của Đảng về công tác nhân sự đại hội. Đáng lo ngại hơn cả là những thông tin bịa đặt bôi nhọ danh dự nhân phẩm, hạ thấp uy tín cá nhân các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Để giảm cái số lượng thông tin xấu độc này lan truyền trên không gian mạng, người dân ta không nên bình luận và chia sẻ, không kết bạn vào các cái trang mạng, các hội nhóm kín cũng như các cái tài khoản xấu độc. Thời gian qua, Ban chỉ đạo 35 tỉnh đã chỉ đạo các ngành thành viên, cấp huyện đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước và gương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của nhà nước. Bên cạnh đó, các đơn vị địa phương
cũng chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xử lý những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở, phối hợp với ngành chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc thù địch trên Internet và mạng xã hội. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền, đặc biệt là chúng tôi triển khai từ những cái cuộc họp sinh hoạt chi bộ để đảng viên coi như cũng thấy được coi như cái nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với Đảng và Nhà nước. Và chúng tôi cũng tuyên truyền tới coi như nhân dân là phải thường xuyên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và chống những cái tư tưởng, cái luồng tư tưởng của những phần tử có những cái ý là nói xấu Đảng, nói xấu coi như chính phủ để làm ảnh hưởng tới cái Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh. Kịp thời có những biện pháp cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng dư luận xã hội và tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Do đó, người dân và cán bộ đảng viên phải tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không nên bị tác động theo thông tin của các thế lực phản động đưa những thông tin không chính xác. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường về các loại cây cảnh trang trí vào dịp Tết, nhiều hộ dân ở huyện Kim Động đã tích cực học hỏi, chuyển đổi các diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng đào, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, các vườn đào tại huyện Kim Động tập trung nhiều ở xã Đồng Thanh, Phú Thịnh với trên 30 nhà vườn, diện tích trên 15 mẫu. Nhiều gia đình có quy mô lớn với số lượng lên đến hàng trăm cốc đào lâu năm cho giá trị kinh tế cao, như gia đình ông Nguyễn Văn Ký ở thôn Công Luận, xã Đồng Thanh, anh Nguyễn Xuân Quyền ở xã Phú Thịnh. Theo người dân trồng đào cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, nắng ấm và thời điểm tuốt lá và lạnh hơn lúc nở hoa nên cây đào phát triển tốt, dự kiến hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này, các công đoạn chăm sóc như vẽ lá, tỉa cành, uốn dáng cây đều đã được hoàn thành. Đào được đánh lên chậu để chuẩn bị vận chuyển đến các chợ hoa, phục vụ nhu cầu chơi cây dịp Tết của người dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 60 vạn các loại hoa dơn của gia đình anh Đào Văn Quyên ở xã Đại Hưng, huyện Khoai Châu sẽ được chào bán ra thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hứa hẹn một năm cho thu nhập cao. Hiện gia đình anh Quyên trồng 3 hectare hoa dơn với các giống hoa như dơn đỏ Ý, đỏ Pháp, hồng vương, vàng bê. Anh Quyên chia sẻ, trồng hoa dơn không chỉ cần sự tỉ mỉ qua từng khâu chăm sóc mà trồng hoa còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Vì vậy, gia đình anh trồng hoa dơn ở những thời điểm khác nhau để phần nào thích ứng với biến đổi bất thường của thời tiết. Thời điểm này, gia đình anh đã chuẩn bị đầy đủ số lượng hoa Tết cho khách hàng đã đặt hàng trước và đang tích cực chăm sóc để hoa bung nở đúng dịp Tết. Hiện khoảng 90% diện tích hoa của gia đình anh đã được các thương lái thu mua với giá bán tại đây là 5-6.000 đồng trên một bông. Ngoài việc cung cấp hơn 60 vạn hoa dơn ra thị trường, dịp Tết năm nay, gia đình anh cung cấp ra thị trường khoảng 2 vạn hoa lan với giá bán 250.000 đồng trên một cây. Trừ chi phí đem lại cho gia đình anh thu lãi 20 triệu đồng trên một sào. Việc phát triển trồng hoa dơn không những đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình mà còn tạo việc làm cho 20-30 lao động địa phương với mức thu nhập 5 triệu đồng trên một người một tháng. Nắm bắt được nhu cầu chơi cây cảnh ngày càng đa dạng độc đáo của người dân, đặc biệt là thú chơi cây đu đủ cảnh vào dịp Tết Nguyên đán. Những năm qua, nhiều hộ dân tại xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang mạnh dạn mở rộng diện tích trồng, chăm sóc và tạo thuế cây, góp phần nâng cao giá trị sử dụng đất nông nghiệp. Gia đình anh Hoàng Văn Tiến, thôn AB Quán Trạch, đầu tư trồng 70 chậu đu đủ cảnh giống Đài Loan và Thái Lan. Sau 8 tháng chăm sóc, tạo thế, đến nay chậu đẹp nhất gia đình anh bán với giá gần 8 triệu đồng. Chậu có giá rẻ nhất cũng từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng một chậu. Mặc dù mới đầu tháng 12 âm lịch, song đến thời điểm này, thương lái đã đến thu mua 80% số lượng chậu. Cây đu đẹp là chọn giống, xong còn dáng thế. Cái lá nó phải không được xoăn, hỏng lá lúc nào phải xanh quả, phải sai đều mà khít quả. Là. Mà đến lúc gần Tết chơi là nó phải điểm 1-2 quả chín. Cũng như anh Tiến, gia đình anh Đỗ Văn Việt nắm bắt được tâm lý của nhiều hộ dân vào ngày Tết, muốn có chậu đu đủ sum xuê trái đặt trong nhà để cầu mong một năm mới được đầy đủ, tài lộc thịnh vượng, nên đầu tư trồng 200 chậu đu đủ cảnh. Phần lớn trong số đó sẽ được bán phục vụ Tết Nguyên đán năm nay. Tôi làm ra thì bán hết ở vườn, là khách nhà vẫn về tuần về vườn mua, những người chơi từ năm trước thì sang năm nhất định sẽ chơi đu đủ. Toàn xã Liên Nghĩa hiện có hơn 30 hộ trồng đu đủ cảnh với số lượng trên 2.000 chậu.
tổng giá trị thu được đạt từ 6 đến gần 10 tỷ đồng. Ưu điểm của loại cây này là có thể trồng xen canh vào diện tích các loại hoa và cây cảnh truyền thống tại địa phương. Được biết kỹ thuật trồng uốn tỉa đu đủ cảnh trên chậu rất kỳ công. Nếu không đúng kỹ thuật sẽ không cho quả chín vào thời điểm Tết Nguyên đán và tỷ lệ cây hỏng rất cao. Tuy nhiên, nếu thành công sẽ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các nhà vườn. Thưa quý vị và các bạn, là hợp tác xã môi trường đầu tiên được thành lập ở huyện Phù Cừ, qua 2 năm hoạt động, hợp tác xã môi trường Đoàn Đào đã phát huy hiệu quả góp phần đáng kể vào việc cải thiện môi trường sống của địa phương. 2 năm trước đây, dọc quốc lộ 38B đoạn qua xã Đoàn Đào tồn tại nhiều điểm tập kết rác tự phát và xe thu gom rác để ven đường lâu ngày không vận chuyển, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, kể từ tháng 10 năm 2018, khi hợp tác xã môi trường Đoàn Đào được thành lập và đi vào hoạt động, tình trạng này đã được giải quyết. Trên đoạn đường này, ngày nào rác cũng được thu gom vận chuyển đi. Với các tuyến đường trong khu dân cư, mỗi tuần hợp tác xã thu gom từ 2 đến 4 lần theo đúng ngày đã thống nhất với người dân. Ngày xưa thì rác thì cứ đánh đống thì không được thu gom, nhưng đến hiện bây giờ người dân cứ cho vào túi ni lông bọc gọn để ra cho đầu đường, thì cứ chiều đến thì là người ta đi thu gom. Cái môi trường sống bây giờ là rất là sạch sẽ, mọi người ý thức rất là cao và không có chuyện rác thải ni lông bay vào tận cửa nữa thôi. Tư nhân người ta thành lập lên người ta làm thì nó đúng trách nhiệm hơn. So sánh mấy cái rác thải của những năm trước thì khác nhau nhiều lắm. Bây giờ là coi các vị làm là rất chi là sạch sẽ gọn gàng. Nói chung là môi trường của hiện tại này nhìn nhận đây là nó rất là tốt. Hợp tác xã môi trường Đoàn Đào hiện đảm nhận việc thu gom vận chuyển rác thải của 6 khu dân cư với 10.000 nhân khẩu trên địa bàn xã Đoàn Đào. Chỉ với 5 công nhân, trung bình mỗi ngày hợp tác xã thu gom vận chuyển khoảng 2 tấn rác thải. Với số tiền phí dịch vụ môi trường thu từ mỗi khẩu là 3.000 đồng một tháng theo đúng quy định. Từ khi thành lập đến nay, hợp tác xã đã thực hiện tự chủ, nỗ lực góp phần cải thiện môi trường sống của địa phương. Chính quyền xã Đoàn Đào không phải đầu tư ngân sách, phương tiện và trang thiết bị. Chúng tôi xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và làm nỗ lực ngày đêm dọn ký sạch hết những cái bãi rác phát sinh của mọi nơi. Thế và sau đó là chúng tôi phân ra là cứ đều đặn nhặt sạch sẽ để nó không ô nhiễm môi trường cho cộng đồng. Làm cái dịch vụ môi trường này tất nhiên nó rất là mới và cái nguồn thu thì nó rất là thấp, nhưng mà mình cũng rất là tâm huyết và rất là mong muốn là từng ngày một mình sẽ bỏ thêm cái thời gian, bỏ thêm cái nguồn lực của mình để nâng cao được cái chất lượng dịch vụ. Thứ nhất là thu gom rác thải cũng như là các cái trang thiết bị để cho mọi thứ nó tốt hơn. Sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên hợp tác xã môi trường Đoàn Đào và những cải thiện đáng kể trong môi trường sống ở địa phương này đã cho thấy hiệu quả từ việc xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để huy động và giữ chân khu vực kinh tế tập thể trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riêng và dịch vụ công ích nói chung, các cấp chính quyền địa phương cần xây dựng chính sách hỗ trợ về vốn để các hợp tác xã đầu tư công nghệ mới và nâng cao thu nhập cho những người trực tiếp làm công tác bảo vệ môi trường. Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2021. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có 51 trên 71 thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông đạt giải. Năm 2021, đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tỉnh Hưng Yên đạt 12 giải nhì, 16 giải ba và 23 giải khuyến khích. So với năm 2020, tăng cả về số lượng và chất lượng giải. Trong tổng số 9 đội tuyển tham gia kỳ thi lần này, nhiều đội tuyển có tỷ lệ học sinh đoạt giải cao như toán, vật lý, ngữ văn, đặc biệt ở môn hóa học có 100% học sinh đạt giải. Thưa quý vị và các bạn, dọc theo một số tuyến đường của thị xã Mỹ Hào, nhất là khu trung tâm, tình trạng người dân treo biển quảng cáo sai quy định lấn chiếm vỉa hè lòng đường diễn ra khá phổ biến, gây mất trật tự an toàn giao thông. Những hình ảnh này được ghi lại trên tuyến đường đô thị thị xã Mỹ Hào, biển quảng cáo dựng ngay dưới lề đường, thậm chí có nhiều tấm biển quảng cáo khổ lớn của các nhà hàng đặt cố định trên giải phân cách giao thông nhằm thu hút sự chú ý của người dân. Nhiều tấm pano áp phích trong số này vượt quá kích thước, gây mất an toàn giao thông. Biển quảng cáo dựng cả xuống lòng đường, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Trong khi đó, đoạn đường này hẹp cong, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Nghị định số 46 năm 2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định. Luật đã quy định xử lý đối với các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm của chính quyền các địa phương nơi có vi phạm vẫn còn bỏ ngỏ. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý,
xử lý nghiêm đối với các trường hợp đặt biển quảng cáo vi phạm. Đặc biệt, cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương nơi xảy ra tình trạng này.